ở ngoài hành cung, bất ngờ xuất hiện mười mấy kim đan cảnh, chân đạp tường vân, nhìn chằm chằm đại môn của hành cung, cơ hồ có được lực lượng giết người, làm cho lòng người run sợ. Xích Long lại không sợ, ngửa cổ thét dài, trong lòng mục tràn đầy khí tức huyết tinh, cắt gào canh sự ở trước hành cung, nhìn thẳng đám người kia, tùy thời lao ra chém giết. Cao thủ của mấy thị tộc toàn bộ chạy đến, Phương hành lết nhìn, vốn muốn lao ra đùa nghịch quy phong, nhưng thấy cảnh này thì đánh chết cũng không ra, cao thủ thật nhiều lắm chỉ là kim đan đình phong đã chừng mười người kim đan cảnh bình thường đếm không hết hắn hoài nghi trong quy khư ít nhất hai phần ba cao thủ đều đến nơi này đối mặt nhiều cao thủ như vậy nói thật dù có xích long che chở hắn cũng không có cảm giác an toàn người ta tùy tiện nắm một kẻ hỡ là có thể lập tức bắt giữ mình những người này ẩn ẩn phân thành bốn nhóm ba nhóm trước phân biệt chính là ngự thú thị bái nguyệt thị phụng thiên thị mỗi nhóm đều có ba kim đan đình phong lĩnh đội phía dưới thì tầm 30 kim đan cảnh bình thường, mà trừ ba nhóm lớn, còn có một nhóm do các tiểu thị tộc và tán tu trong quy khư liên minh, cũng coi. Như có lực lượng sánh vai, trong đó bất ngờ cũng có ba kim đan đỉnh phong, cùng với hơn 50 kim đan cảnh dưới không đều, thực lực quyết không thua ba đại thị tộc. Sau đại hội thăng tiên đài, các thị tộc đều lấy được tin tức chuyển nhân tầm long thị hiện thân, lập tức đưa tin cho thị tộc của mình, lệnh dẫn cao thủ trong tộc chạy đến, làm cho cao thủ trên thăng tiên đài thoáng cánh nhiều hơn 4 năm lần. Lúc này các bộ đã tính toán là cao thủ ra hết, mỗi bộ đều chỉ chừa một hai kim đan đỉnh phong bảo hộ tộc đàn, người còn lại đều tới. Phương Hành thậm chí cảm giác có chút may mắn, may mắn mình kịp thời bắt cóc ma cô, nếu lúc ấy hơi do dự, đợi cho nhiều cao thủ như vậy liên hợp lại, dù mình và xích long liều mạng, cũng không gây ra chất sóng gió gì, lúc nhỏ đại thúc thúc từng dạy rất nhiều lần, muốn cấp thương đội nào thì phải lập tức ra tay. Đuổi ở trước khi quan binh tới, quả nhiên không sai. Chủ nhân xích long, đi ra nói chuyện trong trận doanh phụng thiên thị một lão tu sĩ mặt mũi tràn đầy bất màu tím trầm giọng quát ánh mắt lành lạnh trong ba đại kim đan đỉnh phong của phụng thiên thị hắn đứng ở chính giữa xem ra thân phận là cao nhất không đi phương hành trốn ở trong hành cung cầm cái vạc lớn ngăn ở trước người xích lòng lại ngăn ở trước vạc lớn đánh chết ta cũng không ra muốn trò chuyện thì cứ trò chuyện như vậy dám xông tới gần ta giết nữ nhân này mọi người nhất phách lưỡng tán khạc khạc tiểu bằng hữu ngươi không nên quá xúc động nếu tổn thương tính mạng của ma tiên tử lão phụ sẽ cho ngươi chút màu sắc nhìn đừng nói xích long của ngươi bị hầm ngay cả ngươi da mịn thịt mềm hấp lên ăn chắc hẳn cũng rất ngon trong bái nguyệt thị một bà lão mập mạp mặc váy màu hồng phấn lưng còng lành lạnh nở nụ cười cũng dám uy hiếp mình mạo hiểm chộp ma cô ở trong tay không phải là vì không bị uy hiếp sao phương hành tiểu tính tỉnh thoáng cái lên đây nhảy chân cao giọng mắng co mẹ nó lão thái bà đáng ghét, tuổi lớn như vậy còn mặc váy màu hồng phấn, động dục cũng phải có chút tự mình hiểu lấy chứ, nhìn bộ dáng buồn nôn của ngươi, ai dám lên. Nói cho ngươi biết, ta chính là không đi ra, có bản lĩnh ngươi tiến vào, dám đụng đại cầu tử của ta một đầu ngón tay, ta lập tức bóp chết số nữ nhân này. Lớn mật Bà lão kia bị phương hành mang đến tái mật, quả trượng ầm ầm rung động, thiên địa u ám, ánh trăng vô tận hiển hóa ra, ở trên không trung ngưng tụ ra vô số hồ điệp, phô thiên cái địa bay về phía cửa cung, bầy hồ điệp nhắm tới chính là Phương Hành. Con mẹ nó, các người thực nghĩ ta không dám. Phương Hành giận dữ, một tay nhấc vạc lớn lên, một tay bóp cổ mà cô, mà bà lão kia bất ngờ sát ý ung tùm, lại không muốn thu hồi thần thông, như muốn cùng Phương Hành phân cao thấp đến cùng. Chớm mắt nhìn hồ điệp bay tới gần, xích long ngảnh cổ thét dài, làm bộ muốn lao ra, tay Phương Hành hơi dùng sức, sát khí lành lạnh, bất động thanh sắc, không hề có ý thỏa hiếp ngọc bà bà bất giận kẻ này thật dám hạ sát thủ linh lung trưởng lão kinh hãi vội vàng tiến tới thấp giọng hồi bầm một trung niên tóc dài của ngự thú thị cũng nhẹ giọng mở miệng ngọc tiền bối thu thần thông đi ngọc bà bà không nhìn linh lung lại nhìn về phía trung niên tóc dài điềm nhiên nói người thực cảm thấy hắn dám dốc sức liều mạng trung niên kia thản nhiên nói chúng ta không cực nổi Ngọc bà bà im lặng, trung niên nói không cực nổi, đã nói rõ thế cục trước mắt, nàng lành lạnh nhìn phương hành nửa ngày, quả trượng ngừng lại, bóng điệp đầy trời tiêu tán, thiên địa như lúc ban đầu. Các tu sĩ nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn tự nhiên biết Ngọc bà bà muốn thử đàm lượng của phương hành, xem có cơ hội đoạt lại ma cô hay không, nhưng bọn hắn kiến thức qua phương hành đốt cháy ma cô, thật rất lo lắng Ngọc bà bà bức phương hành, hắn sẽ bóp chết ma cô, mang theo nguyện vọng ly khai quy khư của mọi người. Đồng quy vu tận, Bọn hắn tuyệt đối tin tưởng phương hành sẽ làm được. Vị đạo hữu này, ngươi rằng co với chúng ta như thế, cũng vô sự vô bổ, cùng Nguyệt Thăng Thiên xuất hiện, khoảng cách đại trận của Thái Thượng Đạo Cung mở ra càng ngày càng gần, trên đường tiến về quy khư còn không biết có hung hiểm gì, chúng ta ở chỗ này chỉ hoãn thời gian cũng không phải biện pháp." Lão phu nghe người ta nói, "Ngươi cũng có ý định tiến vào Hạch Tâm Quy Khư, không bằng chúng ta sớm lên đường được không?" Trong Liên Minh Tiểu Thị tộc, một lão đầu khuôn mặt ôn hòa đứng lên, cười hì hì nhìn phương hành nói phương hành trợn bắt mắng con mẹ nó lão hỗn đàn cười đê tiện như vậy liền biết không phải đồ tốt ngươi tránh xa một chút cho ta ta không biết thời gian gấp gáp sao còn cần ngươi tới dạy nữ nhân trong tay ta nói sau khi tiến vào hạch tâm của quy khư còn cần huyết mạch tứ hùng hiến tế bây giờ ngươi không có tứ hùng huyết tế đế, đến lúc đó lấy cái gì tiến vào đạo cung sắc mặt lão đầu kia cứng đờ không nghĩ tới tiểu tử này uy hiếp cũng mắng mỉm cười nói chuyện cũng bị mắng sắc mặt có chút lúng túng nói không phải có xích long kia sao lão phu nghe ma tiên tử nói chỉ dùng máu xích long huyết tế mà thôi nói không chừng không cần tổn thương tính mạng của nó chỉ lấy một bộ phận chân huyết chân huyết còn mạnh người phương hành nghe xong càng nổi giận mắng càng lợi hại loại hiến tế này chủ yếu là thần hồn trong máu đánh máu mệnh tang nào có phương pháp hiến tế không tổn thương tính mạng ngươi coi ta là tôn tử của ngươi sao dễ lừa gạt như vậy lão đầu kia không mở miệng nữa bất đắc dĩ nhìn những người khác tiểu hỗn đản này tuổi không lớn tu vi cũng yếu nhưng không dễ bị lừa lại không dọa được khuyên hắn cũng bị mắng thật rất khó dây dưa lúc này lão tu sĩ có bớt tím mở miệng nói nếu như ngươi không nỡ xích long thì làm sao tìm tòi bí mật phương hành nói ra hỏa mặt tím này xem như nói lên chính để rồi sắc mặt lão tu sĩ có bớt tím trở nên cực kỳ khó coi, Phương Hành lại lầm bẩm nói. Nói thiệt cho các người biết, dù ta không lấy được đạo tạng, cũng sẽ không hiến tế đại cầu tử, nếu bước đến không có biện pháp, ta sẽ bóp chết tầm long thị chủ, sau đó cởi bỏ phong ấn ở trên người đại cầu tử, cùng các người nhiều chết một lần, nhưng trước đó, còn có một biện pháp, đó chính là các người lập tức tìm. Tòi, dùng hết tất cả biện pháp đi tìm chu tước ở trong quy khư, hắc hắc, nếu bắt được nó, mọi người đều vui vẻ vẫn có thể hợp tác chủ tước sắc mặt của mấy đầu lĩnh trầm xuống bất quá người của phụng thiên thị và ngự thú thị lại không có vẻ kinh ngạc chỉ âm tình bất định mà thôi phương hành một mực thi triển pháp nhãn thuật đánh giá bọn hắn vừa thấy bộ dáng này trong nội tâm đã minh bạch chu tước từng hiện thân ở hận thiên thị những thám tử ở trong hận thiên thị kia tự nhiên cũng đã nhận được tin tức nhưng một là bởi vì tin tức không quá xác định hai là thời gian cấp bách như vậy chỉ có thể che giấu sự tình mình biết chu tước nhìn chằm chằm xích long không cách nào ngụy trang mà thôi cái này làm cho trong lòng hắn bay lên một loại cảm giác những lão gia hỏa kia đều là thứ mềm nán rán buông mình bị người coi thành quả hồng mềm trong nội tâm cực kỳ khó chịu tuy hắn cũng biết ở trong quy khư mình thật đúng là quả hồng mềm tiểu hữu thường không dám đấu giếm sự tình chu tước kia hiện thân lão phu cũng có nghe thấy chỉ là việc này khó có thể vững tin Lúc ấy hung cầm kia chỉ lộ mặt ở hận thiên thị, và hình cực sống chủ tước trong truyền thuyết, trên thực tế có đúng hay không, cùng với huyết mạch phải chăng thuần khiết, đều là sự tình khó có. Thể dự đoán, hơn nữa nó giỏi ẩn tàng, thời gian của chúng ta lại gấp gáp, sợ là căn bản không có biện pháp ở trong thời gian ngắn tìm ra nó, hơn nữa dù tìm được, vạn nhất huyết mạch không thuần khiết, chẳng phải phiền toái lắm sao, lão tu sĩ bớt tím trầm giọng nói. Trước tìm được nói sao, ta cam đoan huyết mạch của nó cực kỳ thuần khiết phương hành cười lạnh mặt tím ta biết ngươi muốn tiêu cực bãi công làm bộ tìm một phen cuối cùng vẫn nhắm vào đại cầu tử bất quá ta cảnh cáo người tốt nhất đừng có ý nghĩ như thế bởi vì ta cam đoan với ngươi chỉ cần các ngươi một ngày không tìm được chu tước ta một ngày không lên đường các người dám bức ta ta bóp chết nàng lão già bất tím ngọc bà bà trung niên tóc dài cùng với da hỏa khẩu phật tâm xà kia sắc mặt có chút âm trầm tiểu hỗn đản này tuổi không lớn nhưng làm việc quá cay độc nếu nhà nói là sự thật mọi người thật không thể không tìm kiếm chu tức kia lúc này sắc mặt khó coi nhất không thể nghi ngờ là thiếu tôn trốn ở đoàn người rõ ràng là mình bố trí lời lớn bắt giết tiểu hỗn đản kia hôm nay lại đến trên đầu mình sao dù trong nội tâm không phục thiếu tôn cũng cảm giác ra hòa hình phương kia rất khó giải quyết mình bố trí xuống lưới lớn rõ ràng đã chiếm đủ tiên cơ đổi lại là mình cũng không thể nghĩ ra phương pháp phá cục lại không ngờ ra hỏa kia liều mạng bắt cóc cứng sán hóa thành cái lưới lớn bao phủ mình cơ hồ muốn đẩy mình vào góc chết ra hỏa này lá gan quá lớn suy nghĩ nguyên do mình thua thiếu tôn oán hận bình luận hắn cho rằng mình thất bại chỉ là bởi vì ra hỏa kia to gan lớn mật vượt ra khỏi phán đoán của mình chỉ có điều trong nội tâm lại không phục một khi thất thủ sự tình phát triển đã hoàn toàn vượt ra khống chế của hắn hôm nay hắn và mấy người hầu của tầm long thị đều đã mất đi quyền lực tiến vào hành cung xích long thực lực kinh người vậy mà giống như con chó canh giữ ở cửa một khi tới gần sẽ tấn công cán người thậm chí hắn đã mất đi cơ hội âm thầm báo tin tức cho ma cô chỉ có thể trốn ở bên cạnh ra vẻ chất phác thở ơ nhìn trộm tầm long thị chủ ngoài mềm trong cứng dù bị tiểu quỷ này bắt được cũng sẽ không dễ dàng khuất phục nếu ta là tiểu quỷ này tất nhiên sẽ dùng nô bộc của tầm long thị làm vật thế chấp uy hiếp, bước nàng đi vào quy củ. Ngươi muốn nắm chủ động, ta sẽ cho ngươi, chỉ tiếc, dù ngươi láo cá giống như quỷ, cũng không thể tưởng được, coi như ngươi giam giữ tầm long thị chủ cũng vô dụng, thời điểm ngươi gia nhập liên minh, dò xét quy khư, cũng đã thờ ta. Mặc ngươi liều lĩnh mấy ngày sau khi tiến vào hạch tâm của quy khư, bản tôn sẽ cho ngươi thấy thủ đoạn của ta, suy nghĩ thật lâu, ánh mắt thiếu tôn chớp động, hạ quyết định màn đêm buông xuống, tựa hồ là mấy nô bộc của Marco, lo lắng chủ nhân an nguy, thưa dịp xích long ngủ gật, đột nhiên cùng xông vào hành cung, kết quả xích long bừng tỉnh, từng bước từng bước nuốt hết, tất cả nô bộc của tầm long thị không còn một mống, tử thi vô tồn. Nghe được tin tức, tất cả tu sĩ đều kinh hãi, hiện thân đến xem. Chứng kiến bộ dáng thê thảm, tất cả đều lắc đầu, sai người thu nạp tàn thi mai táng, cũng có người cảm thán các nô bộc trung nghĩa, chỉ là ai cũng nhìn không ra, những tử thi kia dù chấp phá thế nào cũng không thu thập được đầy đủ, không cách nào phát hiện bên trong lặng yên thiếu đi một người. Ngay cả Phương Hành sau khi nghe được tin tức này cũng có chút ngoài ý muốn, còn cố ý liếc nhìn Ma Cô, chỉ thấy nàng một mực chữa thương, hơn nữa luyện hóa thoát cơ hoán cốt đan để dung nhan của mình biến hóa xinh đẹp như tiên, không có vì vậy mà lộ ra vẻ muốn cùng mình đồng quy vu tận. Sau nửa ngày mới khẽ thở dài, cần phải dùng kế ác như vậy thoát thân sao? trong đáy lòng ma cô lặng yên hiện lên một ý niệm, thật lâu mới dần dần nhạt đi. Nàng tự nhiên biết rõ, thiếu tôn làm như vậy, một là thoát thân, hai là để phương hành không có vốn liếng uy hiếp mình. Chỉ là ngay cả tiểu hỗn đản kia cũng chỉ nói đùa muốn dùng nô bộc uy hiếp mình, nhưng chưa thực làm ra sự tình như vậy, ngược lại bởi vì thiếu tôn, mà trôn vùi mấy nô bộc vẫn trung thành và tận tâm với mình. Phương hành cũng ý thức được chuyện này có chút không đúng, hắn ôm hồ lô rượu, đứng ở cửa cung nửa ngày, có chút cân nhắc, vì sao lúc đầu mình mới uy hiếp ma cô đã muốn liều mạng bây giờ chết sạch nàng lại không để ý suy nghĩ cả buổi hắn hơi khinh thường hừ lạnh đi vào hành cung ngủ ngon lúc này liên minh của mấy thị tộc đã bắt đầu hợp lực tìm kiếm chu tước đối với có thể ở trong một tháng tìm được chu tước hay không bọn hắn thật không có bất kỳ nắm chắc chỉ là bọn hắn đánh bà không nổi phương hành nắm giữ ma cô giống như nắm giữ hy vọng duy nhất tiến vào hạch tâm quy khư tiểu quỷ này kiên trì không lên đường bọn hắn cũng thúc thủ vô sách bởi vậy tuy trong nội tâm cực kỳ không vui, nhưng bọn hắn vẫn phái rất nhiều nhân thủ, dùng hết thủ đoạn sưu tầm chu tước, đồng thời mấy lão gia hỏa cũng cả ngày lẫn đêm tụ chung một chỗ, ý đồ thương lượng ra phương pháp hữu hiệu, chỉ tiếc không có thượng sách, hiện tại phương hành trốn ở trong hành cũng cả ngày, xích long lại. Canh ở trước cửa, các tu sĩ muốn nói chuyện với hắn cũng phải lớn tiếng hô lên, ngay cả trong vòng 30 trượng cũng không tiếp cận được, càng không cần phải nói mưu đồ cái gì. Thậm chí bọn hắn muốn dụng độc, Ngọc bà bà phối chế một loại độc không màu không vị, mặt ngoài lại ngụy trang thành thuốc trị thương đưa cho ma cô trợ thương, chỉ cần phương hành người được mùi, sẽ bị vô chi vô giác mê đảo. chỉ tiếp tiểu quỷ kia lại khám phá ra thuốc trị thương có độc, trực tiếp rút kiếm giết người đưa thuốc. Trong lúc nhất thời, mấy lão gia hòa cũng bó tay toàn tập. Trong khoảng thời gian này, lại chậm trễ 7-8 ngày, Thủy chung không có tin tức truyền đến, cái này cũng là sự tình trong dữ liệu, ai cũng không gấp được, phương hành đã sớm tâm lý nắm chắc, không chút nóng này mỗi ngày tìm ma cô nói chuyện tựa như một hài tử đáng ghét hỏi không ngừng ma cô muốn không để ý tới hắn nhưng lại động tâm với thoát cơ hoán cốt họa tiên hoàn trong tay hắn chỉ có thể trả lời hắn vài câu đương nhiên nàng cũng cảnh giác sự tình hạch tâm là không bao giờ nói thời gian cứ một ngày một ngày trôi qua phương hành lại bỗng nhiên gặp một việc lạ trong túi chữ vật một lệnh bài màu vàng phát sáng lên cái này là khi hắn mới vào quy khư làm cung phụng của hận thiên thị được tặng lệnh bài thân phận về sau dẫn động thú triều diệt hận thiên thị lệnh bài này cũng quên ném, một mực ở. Trong túi chữ vật, hôm nay lại có phản ứng dị thường, Phương Hành biết lệnh bài này có khả năng truyền tin, kinh ngạc lấy ra, thân niệm đi vào xem xét. Sau khi nghe qua, Phương Hành suy nghĩ một lúc, liền bê vạc lớn, ngồi ở trên đầu xích long, bay về phía một phương hướng, thời điểm hắn ly khai hành cung, bốn năm đạo thần thức lập tức vây qua, chăm chú nhìn chăm chăm, Phương Hành cũng không để ý, biết rõ hôm nay nhất cử nhất động của mình đều bị người giám thị, đã sớm quen cứ như vậy nghênh ngang rời khỏi thang tiên đài tới một ngọn núi cách trăm dặm trên ngọn núi chỉ có một thân ảnh nhỏ gầy trên người hắt lên áo choàng che phủ đầu phương hành không nói hai lời đem ra khổn tiên tác trói lại sau đó sách trở về hành cung cử động của hắn đột ngột như vậy lại khiến cho mấy lão tu sĩ giám thị hắn hồ nghi trầm thấp thương nghị một phen cuối cùng lão ra hỏa khẩu phật tâm xà cười ha ha hỏi a ha khí trời tốt hình đạo hữu đây là đi nơi nào trên tay cầm là ai vậy? Phương Hành trợn mắt nói. Liên quan gì đến ngươi? Nụ cười trên mặt đối phương nhất thời cứng ngắc, có loại xúc động muốn bóp chết tiểu hỗn đản kia. Về tới hành cung, Phương Hành ném đối phương xuống, người kia chậm rãi đứng dậy, tháo áo choàng ra, không ngờ lại là nhị tiểu thư hận thiên ninh. Cha ngươi truyền tin cho ta, bảo ta đón ngươi tới thăng tiên đài, bảo ngươi có việc muốn nói, Phương Hành lời biếng hỏi. Hận thiên ninh đã không có bộ dáng điều ngoa như lúc trước, ngược lại lộ ra điểm đạm nho nhã nàng đứng trên mặt đất con mắt nhìn chằm chằm phương hành nhìn nửa ngày phương hành đã không kiên nhẫn được nữa nàng mới cúi đầu nói ta là tới truyền tin thay hận thiên thị các lão tổ trong tộc đã chết sạch phụ thân muốn tới lại sợ ngươi kiêng kỵ thay đổi người khác lại không đủ phân lượng cho nên ta đến toàn bộ chết sạch phương hành nao nao không phải còn có hai lão đầu sao hận thiên ninh cúi đầu nói Nhị tổ ra ở sau khi thú chiều qua đi, sáng sớm ngày hôm sau thì chết, khi chết vừa khóc vừa cười, nghe phụ thân nói là rối loạn đạo tâm, sầu hết đèn tắt mà chết, lúc ấy đại cung phụng còn không có chết, nhưng về sau lại bị người đánh lén, thương thế tăng thêm, cuối cùng vẫn lạc, trước khi chết cùng phụ thân thương lượng. Vài ngày, bảo ta qua đưa tin cho ngươi, cùng ngươi bàn vài điều kiện. Điều kiện, ánh mắt phương hành chớp động, hùng nghi nói, lão nhân này sẽ không ở lúc sắp chết còn muốn được ta chứ. Hận thiên ni ngẩng đầu nhìn phương hành nói. Phụ thân nói, bảo ta sau khi nhìn thấy ngươi, trước tiên chuyển cáo ngươi một câu, đại cung phụng thật rất thưởng thức ngươi, ngoại trừ lúc hận thiên thị chúng ta muốn đoạt xích long không có ngăn cản, sự tình khác hắn đều một mực giữ gìn ngươi, thậm chí lúc ấy khi muốn đoạt xích long, các trưởng lão khác là muốn trực tiếp giết ngươi. Nhưng đại cung phụng chủ động mở miệng nói muốn khuyên ngươi, cho nên ở trong hận thiên thị, nếu nói còn có một người đáng giá người tín nhiệm người kia chính là đại cung phụng phương hành nghe lời này cũng có chút trầm mặc sau đó ngẩng đầu lên nói lão nhân kia muốn nói cái gì hận thiên ninh lấy ra một miếng ngọc giản đưa tới nói đều ở bên trong phương hành nhìn qua biết đây là một loại pháp khí có thể gửi lại thần hồn trong nội tâm nao nao cười lạnh một tiếng nghĩ thầm nếu đại cung phụng muốn công kích thần hồn của mình vậy thì tìm sai người rồi thức hải của hắn có tam muội chân hòa thủ hộ lúc ở linh động cảnh cũng không sợ kim đan cảnh đại bằng tà vương đoạt xác huống chi hiện tại tam muội chân hòa đã bổ khuyết toàn bộ phương hành cười lạnh nhận lấy đang muốn điều tra nội dung bên trong hận thiên ninh lại nhẹ nhàng nước nở phương hành nhìn nàng chỉ thấy hận thiên ninh bỗng nhiên quỳ trên mặt đất thấp giọng nói ngươi cứu chúng ta được không phương hành không để ý đến hận thiên ninh quỳ ở trên mặt đất mà cúi đầu điều tra nội dung trong pháp khí sau nửa ngày hắn mới ngẩng đầu lên, thần sắc có chút cổ quái nhìn hận thiên ninh nói. Các người nghiêm túc, hận thiên ninh nước nở nói. Phụ thân nói, ở trong tu hành giới mạnh được yếu thua, không có đúng và sai, có lẽ ngươi cũng minh bạch đạo lý này, trong quy khư thì càng như vậy. Lúc ấy hận thiên thị chúng ta xác thực có lỗi với ngươi, nhưng ngươi đã báo được thù, có lẽ nên tiêu giận, trước khi đại cung phụng chết, kéo lấy thân tàn lưu lại lạc ấn, chính là bí mật lớn nhất của hận thiên thị chúng ta. Chỉ có Ngũ Lão biết rõ, ngay cả cha ta, bởi vì thọ nguyên chưa tới 600 tuổi mà không. Được cho biết, đại cung phụng cũng không có ý tứ nói cho cha ta biết, chỉ lưu bí mật ở trong ngọc giản, nói cho cha ta biết, nếu muốn hận thiên thị không bị diệt tộc thì đưa nó cho ngươi. Phương Hành nao nao nói. Ngươi là muốn nói, nếu ta đáp ứng khế ước, bí mật này ta chính là người biết duy nhất. Hận Thiên Ninh cúi đầu nói. Không chỉ như thế, nếu ngươi đáp ứng hận thiên thị có ba kiện lễ vật tặng ngươi lễ vật gì phương hành thích thu lễ vật nhất nghe vậy có chút hứng thú hận thiên ni ngẩng đầu nhìn pháp khí trong tay phương hành nói khe kiện thứ nhất chính là bí mật đại cung phụng lưu lại đây là bí mật lớn nhất của hận thiên thị ta bất luận là ta hay phụ thân đều không biết pháp khí trong tay ngươi chính là phương pháp duy nhất có thể biết được bí mật này bằng không mà nói dù ngươi giết ta diệt hận thiên thị ta cũng vĩnh viễn không chiếm được. Bí mật quan hệ đến gương đồng, có chút ý tứ, kiện thứ hai là gì? Hận thiên ninh cắn môi nói. Đêm hôm sau thú chiều, có người trà trộn vào hận thiên thị, đánh lén đại cung phụng vốn bị trọng thương, nhưng đại cung phụng phản kích, lại lưu lại một chút đồ vật trên người hắn. Phụ thân nói, thứ này bây giờ người rất cần dùng, bảo ta tới tặng cho người, coi như là kiện lễ vật thứ hai. Nói xong, nàng nhẹ nhàng từ trong lòng ngực lấy ra vậy cây lông vũ màu đỏ, đặt ở trước mặt phương hành. Là lông vũ của con tặc điều kia, nguyên lai đánh lén đại cung phụng là nó. Phương hành nhận ra khí tức trên lông vũ, đưa tay cầm lấy, lông vũ này dài hơn một thước, phía trên ẩn chứa hỏa ý kinh người, người khác không biết, nhưng hắn liếc mắt liền nhìn ra lai lịch, đương nhiên là của con chu tức kia, đối với mình hôm nay đang muốn tìm nó mà nói, quả thật có tác dụng rất lớn. Thu lông vũ, hắn cầm hồ lô uống rượu, đồng thời ánh mắt chớp động nói. Kiện thứ ba là gì? Hận thiên ninh yên lặng đứng lên, đột nhiên cởi áo choàng, y phục trượt xuống trên mặt đất, phía dưới vậy mà không có mặc bất luận quần áo gì, cứ như vậy trơn bóng đứng ở trước mặt phương hành, thân hình nho nhỏ tựa hồ bởi vì bỗng nhiên lộ ra ở trong không khí mà phát run, có thể chứng kiến trên làn da ửng đỏ. Phương hành vừa uống rượu đột nhiên phun ra. Người bệnh hả, đang nói chính sự, cởi quần áo ra làm gì, Hận Thiên Ninh ôm hai tay che bộ vị yếu hại ở trước người mình, đầu cúi nói: Tỷ tỷ của ta ở thời điểm thú triều mất tích, nếu không có lẽ nàng đến, nhưng nàng đã không tới được, vậy cũng chỉ có ta đến. Phụ thân nói, ta chính là lễ vật thứ ba đưa cho ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của đại cung phụng, ta là người của ngươi. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Phương Hành im lặng, mình thật không có tiền đồ như thế sao? Ngươi nói làm nữ nhân của ta chính là nữ nhân của ta hơi không kiên nhẫn ném cho nàng một bộ quần áo, khoát tay. Qua bên kia mặc quần áo đi, ta nghĩ một chút đã, hận thiên ninh cúi đầu đi ra phía sau cây cột, sắc mặt phương hành thì có chút cổ quái ngồi xuống, nhìn pháp khí trong tay. Vừa rồi hắn đi ra ngoài tiếp hận thiên ninh trở lại, chính là vì thu được tin tức là tộc trưởng hận thiên thị gửi cho hắn, thời gian ít nhất cũng qua 4 năm ngày, chỉ là túi chữ vật ngăn cách thiên địa, hắn một mực không có thu được, thẳng đến trong lúc vô tình mở túi chữ vật ra mới thấy hận thiên thị phái hận thiên ninh đến là có chút chuyện trọng yếu muốn nói với hắn hôm nay thăng tiên đài đã bị các thị tộc vây quanh chặt chẽ bọn hắn không cách nào đưa hận thiên ninh vào chỉ có thể do phương hành tự mình đi tiếp hôm nay hắn mới đi nói rõ hận thiên ninh ở chỗ kia đã đợi bốn năm ngày mà trong pháp khí phong ấn chính là thần hồn của đại cung phụng chuẩn xác mà nói là một đạo tàn hồn chính là trước khi đại cung phụng chết dùng bí pháp lưu thần hồn của mình ở trong pháp khí chuyển lại cho Phương Hành một tin tức và một khế ước, đạo khế ước này chính là thỉnh cầu của Đại cung phụng, chỉ cần Phương Hành chịu đáp ứng, hắn có thể đạt được tin tức trọng yếu trong pháp khí, theo Đại cung phụng nói, đó là bí mật quan hệ đến gương đồng của Hận Thiên lão tổ. Tin tức này, Phương Hành chỉ có ở sau khi ký kết khế ước mới đạt được, nếu không đáp ứng, lại muốn mạnh mẽ dò xét bí mật kia, pháp khí sẽ tự đốt hủy, từ đó trong Hận Thiên thị sẽ không còn người nói tin tức này cho Phương Hành nữa bởi vì người biết rõ bí mật này chỉ có hận thiên thị ngũ lão, ngay cả. Tộc trưởng hận thiên thị cũng không có tư cách biết, giết bọn hắn thì cũng vô dụng. Nhưng làm phương hành cảm giác không vui chính là nội dung khế ước, đại cung phụng bất ngờ thình cầu hắn trở thành hận thiên thị chủ, bảo hộ người hận thiên thị. Dùng lời hắn nói, hận thiên thị vốn có cổ huấn, người đạt được gương đồng của hận thiên lão tổ, chính là hận thiên thị chủ, tuy hắn không biết gương đồng của phương hành là. Từ chỗ nào lấy được, nhưng phương hành đã lấy được gương đồng, Mời hắn làm hận thiên thị chủ không phải một sự tình quá mức đường đột tuy song phương có thù nhưng vật đổi sao rời cuối cùng phải lấy đại cục làm trọng đương nhiên đại cục của hắn chính là đại cục của hận thiên thị sau khi hỏi hận thiên ninh phương hành mới biết được hiện tại hận thiên thị có thể nói chật vật không chịu nổi sau khi bị mình đưa tới thú triều tiêu diệt ba người trong ngũ lão ngày thứ hai nhị thúc tổ bởi vì nhìn thấy gương đồng rơi vào trong tay mình đến nỗi đạo tâm đại loạn chống không qua mấy canh giờ đã sầu hết đèn tắt hết lần này tới lần khác tối hôm đó chu tước trốn khỏi hận thiên thị lại lèn vào ví các đánh lén đại cung phụng năm vị kim đan đỉnh phong của hận thiên thị đến đây tận diệt kể từ đó hận thiên thị xem như tan tác đại trận bị hủy ngũ lão chết sạch cao thủ khác trong tộc không biết còn bao nhiêu lại có một bộ phận cung phụng phản bội cả thị tộc trong thời gian ngắn sụp đổ chỉ có thể kéo dài hơi tàn núp ở trong một sơn cốc kinh hồn táng đàm chờ đợi tai họa diệt tộc đến họa diệt tộc cũng không phải nói giỡn, lúc này có mấy thị tộc theo dõi hận thiên thị trong đó thậm chí còn có phụng thiên thị và ngự thú thị lực lượng của bọn chúng căn bản không phải là hận thiên thị hiện tại có khả năng ngăn cản một khi bị diệt tộc danh hào hận thiên thị sẽ bị xóa khỏi quy khư các cung phụng quan hệ huyết thống hơi cạn có lẽ còn có cơ hội trọng dụng nhưng dòng chính của hận thiên thị nhất định sẽ trở thành nô lệ cho thị tộc khác thậm chí có khả năng bị người chằm thảo trừ căn nếu không phải dị tượng cửu người thăng thiên xuất hiện phần đi lực chú ý của mấy thị tộc lúc này hận thiên thị sớm đã bị diệt. Chỉ có điều, ở bề ngoài xem ra, sau khi đại cung phụng bị đánh lén, tại chỗ thần hồn tiêu tán, nhưng trên thực tế, người đánh lén đại cung phụng cũng không biết. Lão gia hỏa dù sao cũng là lão gia hỏa, cho dù dầu hết đèn tát cũng có lá bài tẩy của mình, hắn vậy mà lừa dối, dùng bí pháp lưu lại thần hồn trống Mấy ngày thời gian, bố trí chuẩn bị ở sau, cái chuẩn bị ở sau này, chính là phương hành. Đại cung phụng biết rõ, hận thiên thị đến tuyệt cảnh như thế, xin thị tộc khác giúp đỡ không khác gì chui vào miệng hổ bởi vậy hắn hạ một quyết định làm cho người khiếp sợ chính là xóa đi hiểm khích lúc trước không cho tìm phương hành báo thù ngược lại lấy ra thành ý lớn nhất của hận thiên thị hôm nay tuân theo tổ huấn mời phương hành làm hận thiên thị chủ giao vận mệnh của thị tộc cho hắn lão đầu này đủ hung ác phương hành xác minh nội dung khế ước cũng có chút bất đắc dĩ nở nụ cười trước kia cảm giác ra mặt mình dày hiện tại mới phát hiện những lão gia hòa kia ra mặt càng dày, vì kéo dài thị tộc vậy mà không tiếc mời người vốn có thù diệt tộc làm tộc trưởng hận thiên thị, thậm chí còn cưỡng ép yêu cầu mình nếu có thể lấy được bí mật quy khư thì phân một chút chỗ tốt cho hận thiên thị, nếu đạt được cơ hội ly khai thì dẫn huyết mạch dòng chính của hận thiên thị ly khai, không ly khai được thì phải cam đoan hận thiên thị không bị diệt tộc. dị tượng cửu người thăng thiên hiển hóa, các thị tộc đều muốn kiếm một chén canh từ đại thị tộc tới tiểu thị tộc thậm chí một ít cô hồn dã quỷ cũng xuất thủ, vốn tưởng hận thiên thị biết điều, chỉ muốn bảo vệ huyết thống của mình, lại không nghĩ rằng, kỳ thật hận thiên thị cũng xuất thủ, chỉ là đại cung phụng dốc hết sức. Kiên trì đặt tất cả hy vọng ở trên người Phương Hành mà thôi. Ở trong pháp khí kia, chính là đại cung phụng dùng thần hồn của mình luyện thành cấm chế, nếu Phương Hành đáp ứng bảo hộ hận thiên thị, thì có thể dò xét bí mật, thần hồn của hắn sẽ hóa thành pháp quang hộ đạo, có thể thi triển một kích mạnh nhất khi còn sống bảo hộ phương hành không bị tổn thương, nhưng nếu phương hành đã đáp ứng khế ước về sau lại đổi ý, pháp quang kia sẽ hóa thành cấm chú ác độc nhất, toàn lực công kích thần hồn của phương hành, phát tiết lửa giận cuối cùng của đại cung phụng. Ai, lão đầu, người nghĩ rất hay, chỉ tiếc, coi như ngươi hóa thành cấm chú, cũng không làm khó dễ được ta, nói cách khác, đạo khế ước này của ngươi, ta tùy tùy tiện tiện có thể ký, muốn tuân thủ thì tuân thủ, muốn bỏ thì bỏ với ta mà nói căn bản không có tác dụng gì. Bất quá nể tình ngươi trước khi chết thỉnh cầu, ta sẽ xem xét một chút. Phương hành bất đắc dĩ nở nụ cười, thần thức lưu chuyển, ký kết khế ước. Sau khi ký kết khế ước, phương hành lấy được tin tức, trong nội tâm hơi kinh hãi, đã rõ ràng rất nhiều sự tình. Khó trách chu tước không ngại gian khổ tiềm phục ở trong hận thiên thị, ngấp nghé bí các. Khó trách lúc trước mình lấy được gương đồng, hai lão đầu lại giận điên, tuyệt vọng phẫn nộ, cũng khó trách cho tới nay hận thiên thị còn biểu hiện cực kỳ rộng lượng giống như bí các của hận thiên thị chỉ cần ngươi một nhà thì có thể đi vào xem nguyên lại bảo vật chính thức của bí các bọn hắn cũng không biết ở nơi nào cái gọi là di bảo kỳ thật chỉ là một ít đồ vật hư giả mà thôi tự nhiên yên tâm cho người nhìn đại cung phụng không nói sai hắn xác thực nói cho phương hành lai lịch của gương đồng cũng giải thích cho hắn rất nhiều nghi hoặc người đã đáp ứng hận thiên ninh đi tới trước người phương hành Nàng đổi lại làn váy mà phương hành cho, lộ ra thêm vài phần thanh lệ, nhắc tới cũng hổ thẹn, váy trong túi chữ vật của phương hành, là pháp bảo lột từ trên người nữ tu, chính là đạo cụ trước kia hán thường dùng để hóa trang, ở trong quy khư không có bao nhiêu thứ tốt, nên nó còn quý trọng hơn pháp bảo hận thiên ninh thường mặc. Ta đáp ứng, bất quá hiện tại ta không có thời gian quản sống chết của các ngươi, đợi sau khi từ trong quy khư trở về lại nói. Phương hành lời biến trả lời, thật ra trong lòng của hán không quá để ý bởi vì đại cung phụng chuẩn bị ở sau chính là thần niệm hóa thành cấm chú trên thực tế không có một chút tác dụng với phương hành nếu đạo cấm chú này thật dám công kích thần hồn của phương hành kết cục chính là bị tam muội chân hỏa luyện thành chất dinh dưỡng thậm chí ngay cả thức hải cũng không vào được không cần ngươi quản bây giờ trên thực tế phụ thân cũng nói hiện tại lực lượng của các thị tộc đều lo tìm tòi nghiên cứu bí mật của quy khư sẽ không công đánh hận thiên thị chúng ta nói cách khác trước khi dò xét ra kết quả tộc nhân của ta sẽ rất an toàn, chỉ có điều hắn còn có một việc nhờ ta nói cho ngươi biết, hy vọng ngươi có thể mang hận thiên thị ta đi vào. Sau khi dứt lời, hận thiên ninh đưa qua một cái vòng, phía trên có rất nhiều ấn phù. Và thần hoàn. Phương hành vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy cái vòng kia lại nao nao, hắn có âm dương thần ma giám, xem xét pháp khí cực kỳ dễ dàng, bất ngờ phát hiện, cái này dĩ nhiên là mẫu hoàn của tòa thần hoàn. Tỏa thần hoàn chia làm hai loại mẫu tử, tử hoàn dùng để khóa thần thức tu sĩ, mẫu hoàn lại dùng để khống chế tử hoàn. Nói cách khác, sau khi lấy được mẫu hoàn, sẽ khống chế tất cả tu sĩ ở tử hoàn, chỉ một ý niệm, có thể quyết sinh tử, hận thiên ninh nhẹ gật đầu nói. Trong tòa thần hoàn này, lạc ấn thần hồn của 10 tu sĩ, ta chính là một cái bên trong, chín người khác là chín tu sĩ có tiền đồ nhất của hận thiên thị ta. Phụ thân hy vọng ngươi có thể mang bọn ta cùng đi dò xét quy khư, nhưng hắn nói ngươi không phải người tốt, lòng nghi ngờ rất nặng, vì vậy dứt quát ra chúng ta ở trong tay ngươi. Nói đến đây, nàng hơi dừng lại, giống như giải thích nói. Còn có một điều, ta cảm thấy nên nói với ngươi một chút, sự tình ngươi đưa thú triều tới hủy thị tộc, tộc nhân đều không biết, không biết đại cung phụng và phụ thân xuất phát từ cân nhắc gì, một mực không có nói với tộc nhân là ngươi đưa thú triều tới, bọn hắn ẩn ẩn để lộ ra ý tứ là, bởi vì tộc nhân muốn. Cưỡng ép rút ra long hồn, khí tức tình huyết tiết ra ngoài, lúc này mới đưa tới thú triều, cho nên cái này tính toán chúng ta tự làm tự chịu, không trách người, phương hành nghe vậy, không khỏi nao nao, nghĩ thầm tộc trưởng hận thiên thị cũng là một ngoan nhân. Hắn làm như vậy, chẳng lẽ là vì bỏ đi ban khoan của mình, ám chỉ mình không cần lo lắng người hận thiên thị báo thù, xem ra hận thiên thị quyết định ăn cái thiệt thòi này. Chính người kia ở nơi nào, hắn không có nhiều lời ở chuyện này, mà mở miệng hỏi thăm. Kỳ thật đều trên đỉnh núi người tiếp tà, chỉ là không có lộ diện, nếu như người đáp ứng, thì có thể gọi bọn họ tới. Phương Hành cầm tỏa thần hoàn, cẩn thận nghiên cứu nửa ngày, mới nở nụ cười nói. Cái này có người sai xử rồi, rất lời, lợi dụng mẫu hoàn đưa tin, lệnh chín người kia chạy đến hành cung. Trong lúc này, hận thiên ninh yên lặng ngồi ở bên cạnh hắn, cúi đầu không nói câu nào, Phương Hành nhịn không được nhìn nàng, cười nói. Trước kia nhìn người rất hăng hái, sao bây giờ thoạt nhìn trung thực như vậy, lại không nghĩ rằng một câu vô tình lại chọc hận thiên ninh khóc lớn. Trước kia ta chưa từng trải qua loại cuộc sống này, toàn bộ thị tộc chúng ta chỉ còn chừng một ngàn tộc nhân, tất cả đều trốn ở trong sơn cốc, ngay cả ra ngoài đi săn cũng không dám, sợ bị người thị tộc khác phát hiện, lương thực không đủ, chúng ta chỉ có thể nhịn ăn. Ta đã vài ngày không được ăn no rồi, phụ thân nói ta phải thuyết phục ngươi, nói ngươi là người duy nhất có thể cứu chúng ta, thế nhưng ta đứng ở trên ngọn núi kia chờ mấy ngày, ngươi lại một mực không tới, trong nội tâm của ta đã tuyệt vọng. Phụ thân nói, nếu như ta không gặp được ngươi, vậy chỉ có thể gả ta cho ngốc thiếu gia của ngự thú thị, để đổi lấy một đường sinh cơ cho chủ mạch của hận thiên thị, ta không muốn gả cho kẻ đần. Nghe tiếng khóc của nha đầu kia, phương hành có chút đáng thương nhìn nàng, phút đầu của nàng nói. Ai, thật đáng thương, đừng khóc, ta sẽ lấy thịt cho ngươi ăn. Đột nhiên cảm giác hận thiên ninh lặng lẽ giơ tay lên, Bàn tay của Hành Phương lập tức ngừng lại, thanh âm đạm mạc nói: "Nếu ngươi còn dám cùng ta chơi trò ám sát trước kia, ta sẽ bóp chết ngươi." Hận Thiên Ninh bị sát khí của hắn dọa tóc gái dựng đứng, ngẩng đầu lên nói: "Ta, ta lau nước miếng, Phương Hành nao nao, lúc này mới nở nụ cười. Ta nói đùa thôi." Dứt lời, quả thực đi ra ngoài sai người đưa tới một miếng thịt nướng, trong nội tâm lại suy nghĩ: không quản dụng ý của hận thiên thị đến tột cùng như thế nào, nhưng tỏa thần hoàn lại có thể dùng thoáng một phát, dù sao chỉ có hán và xích long, rất nhiều dự tình bất tiện, mang theo mười người này làm chân chạy cũng thuận tiện. Cho dù chết mình cũng không đau lòng, về phần những người khác của hận thiên thị, vậy thì xem tâm tình của mình, dù sao cấm chú của đại cung phụng không uy hiếp được mình, nếu dám lưu tính mình, vậy hắn không ngại để cho bọn họ rời tộc lần nữa, lần này thì chắc chắn sẽ không có người sống. Không bao lâu, tỏa thần hoàn sinh ra cảm ứng, Chín tộc nhân của hận thiên thị tới phụ cận thang tiên đài, chỉ là thế lực các bộ đã vây quanh thang tiên đài, dùng thực lực của bọn hắn căn bản không vào được, phương hành tự mình đi ra ngoài một chuyến, tiếp chín người này vào, hơi đánh giá, cũng có chút thỏa mãn. Chín người này tuổi tác không đều, ngoại trừ hận thiên ninh, tuổi nhất nhỏ nhất hơn 200, tu vi bất ngờ đều là kim đan cảnh, trong đó có một lão giả tầm 600 tuổi, thậm chí là kim đan trung kỳ, phong tới nam chiêm bộ châu, đã đủ để làm một phương lão tổ, nhưng ở quy khư thực lực các thị tộc cường đại. Tu vi của bọn hắn lại không ra sao, đối với đại cục ảnh hưởng quá mức bé nhỏ. Chín người này đi vào hành cung, thấy xung quanh không người, liền cùng nhau hành lễ, miệng nói. Để chủ. Trên mặt kính cần, nhưng trong thanh âm lại không có tôn kính, thậm chí có mấy người lúc nhìn về phía phương hành, lại không che giấu lạnh lùng chút nào. Phương hành minh bạch, tuy đám người kia không biết mình và bọn họ có thủ diệt tộc, nhưng người ta đường đường kim đan cảnh, lại muốn tôn một chút cơ cảnh chưa tới 20 tuổi làm chủ, thậm chí còn khóa thần thức, sao mạng nhỏ ở trên tay mình, trong nội tâm tất nhiên không phục, lúc này có thể thành thành thật thật chào mình. Chỉ sợ là nhờ tộc trưởng hận thiên thị dặn đi dặn lại nhiều lần. Nhưng hắn không sợ, khóa lại thần thức, tính mạng của chính người này chỉ ở một ý niệm của mình, muốn bọn hắn chết, tu vi lại cao cũng không sống được, hắn không thèm để ý đối phương ra vẻ, nhưng nếu ai dám làm hỏng chuyện của mình, vậy hắn sẽ không để ý chơi chết vài người dù sao bọn họ đều là hận thiên thị đưa cho mình nói rõ là tới chiếm tiện nghi của mình không phải mình chiếm tiện nghi của bọn hắn dùng lực lượng còn sót lại của hận thiên thị hôm nay có thể điều ra chín kim đan cảnh thật là rất không dễ dàng mười tộc nhân kim đan cảnh trung thành và tận tâm với hận thiên thị cộng thêm nữ nhi ruột của mình cùng một chỗ đưa cho phương hành làm người hầu có thể thấy lúc này tộc trưởng hận thiên thị rất quyết tâm sau khi đại cung phụng lựa chọn muốn đặt tất cả hy vọng lên người phương hành hắn dứt khoát chơi liều đều lui ra đi, có việc ta sẽ phân phó các ngươi, bình thường cứ tùy ý, không có việc gì thì đừng vào làm phiền ta. Phương hành lười biếng vùng tay, đuổi bọn chúng ra ngoài, ngay cả tên tuổi cũng không thèm hỏi. Chín tên kim đan thấy thế, đều có chút kinh ngạc, một nam tử dáng người ục ịch, khẩu khí không vui nói. Hình cung phụng Thì chủ, tuy tộc trưởng lệnh mấy người chúng ta đến hiệp trợ ngươi, thậm chí nói đối với ngươi phải tôn trọng như đám người đại trưởng lão, nhưng ngươi cũng không nên khinh thị chúng ta như thế, hành trình quý khư cực kỳ gian nguy chúng ta không cần thương thảo thoáng một phát sao phương hành không kiên nhẫn nói cút ta xử lý sự tình còn cần thương thảo với ngươi nam tử ục ịch nhất thời lỗ vẻ giận dữ còn muốn nói nữa nhưng tu sĩ kim đan trung kỳ thoạt nhìn tướng mạo dài nhất âm thầm ra hiệu nhìn phương hành khom người nói thị chủ bớt giận trước khi chúng ta đến tộc trưởng nói với chúng ta tầm quan trọng của việc này tự nhiên hết thảy dùng thị chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó hiện tại chúng ta ra ngoài hành cung cảnh giới nếu có chuyện gì thị trục cứ việc phân phó rất lời đoàn người mặt không biểu tình nối đôi nhau đi ra hận thiên ninh nhỏ giọng hỏi ta thì sao phương hành thuận miệng nói ở bên trong hầu hạ đại gia à hận thiên ninh kêu lên đáp ứng nửa ngày lại chỉ đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích phương hành cảm thấy có chút không đúng nhìn nàng hỏi biết giặt quần áo không? Hận thiên ninh nói. Không biết, Phương Hành ngẩn ngơ, lại hỏi. Biết làm cơm không? Hận thiên ninh. Không, không biết, Phương Hành im lặng. Biết bưng trà sát nước không? Hận thiên ninh nháy mắt, không dám trả lời. Chính mình cũng cảm thấy nói không biết thật quá mức. Phương Hành cũng im lặng che chán, Người nói người ngoại trừ biết ngủ với nam nhân, thì còn biết làm gì nữa. Cuối cùng hận thiên ninh vẫn lưu ở trong hành cung, tay chân vụng về hầu hạ phương đại gia, mà chín tên kim đan khác thì giống như thị vệ canh giữ ở cửa, thoạt nhìn rất trung thành và tận tâm, chỉ có điều xích long nhìn mấy người bọn hán rất không vừa mắt, cảm thấy những người này đến tranh công việc của mình, nếu không phải. Phương hành ngăn cản, nó thật muốn nuốt hết bọn hán, mà mấy đội ngũ khác, nhìn thấy phương hành bỗng nhiên nhiều hơn 10 hạ nhân, cũng có chút kinh ngạc, bất quá phương hành không có thời gian phản ứng bọn hắn sau khi sắp xếp xong xuôi mấy người kia liền đi ra hành cung chống eo đứng ở trên thang tiên đài mắng phụng thiên thị mặt tím ngự thú thị tóc dài bánh người thị lão bà mập còn có quỷ mạt cười của ngũ thị liên minh gì kia mấy hỗn đản các người chết ở đâu rồi bảo các người bắt chu tước bắt được chưa vậy tranh thủ thời gian nan ra đây cho ta hắn biết mấy người kia vẫn đang ngó chừng mình mình mắng bọn hắn nhất định nghe được sau lưng hắn chín tên kim đan của hận thiên thị cùng với hận thiên ninh trốn ở trong hành cung đều hai mặt nhìn nhau không biết hắn mắng ai qua nửa ngày khi lão tu sĩ bớt tím của phụng thiên thị trung niên tóc dài của ngự thú thị ngọc bà bà của bái nguyệt thị cùng với lão đầu mặt cười xuất hiện ở trên không thăng thiên đài bọn hắn bị hù đến tóc dựng đứng nội tâm phát lạnh con mẹ nó này đều là đại nhân vật trong quy khư lại bị ra hỏa kia mắng giống như cháu trai thối tiểu quỷ chúng ta sống mấy trăm năm há cho ngươi cợt nhả thực không muốn sống nữa sao ngọc bà bà trách mắng mặt mũi tràn đầy sát ý bị người xỉ nhục như vậy nàng thật đúng là chịu không được phương hành tuyệt không sợ nàng mụ mặc chết bầm mắng ngươi thì thế nào không phục thì tới đây ngọc bà bà tức đến hai hàng lâu mày dựng ngược quát ngươi dám động thủ với lão thân phương hành nhìn xích long nói đại cầu tử đánh với mụ ta vài chiêu xích long ngao một tiếng muốn sông lên ngọc bà bà bị dọa đến sắc mặt tái xanh thủ lĩnh mấy thị tộc khác vội vàng đi lên khuyên bảo lão giả mặt cười nói ngọc bà bà bớt giận hình tiểu hữu cũng kiềm chế tính tình mọi người là muốn hợp tác tiến vào quy khư tìm tòi bí mật cũng không phải cừu ra cần gì náo cương như vậy ngươi gọi chúng ta tới là có chuyện gì phương hành bắt trắng không còn chút máu nói sao ở đâu cũng có ngươi vậy hả mỗi ngày bày ra khuôn mặt tươi cười ngươi không phiền sao Lão giả mặt cười bó tay rồi, nghĩ thầm người khác mỗi ngày sát khí um tùm với ngươi. Ngươi mắng bọn hắn thì thôi, lão đầu ta thấy ai cũng hòa khí sinh tài, cũng không bức người gái gì, vậy mà ngươi vẫn mắng, thật quá đáng giận. Thấy mấy lão đầu đều bị mình mắng không còn cách nào khác, Phương Hành mới dương dương đắc ý nói. Các ngươi tìm được chu tức chưa? Ngọc bà và điềm nhiên nói. Quy khư to lớn như thế, sao có thể dễ dàng như vậy? Phương Hành cười lạnh nói đã biết ngươi chỉ được cái thân hình lớn ngoài ra thì rất vô dụng ngọc bà bà giận dữ vừa định nổi giận nhưng phương hành đã cắt đứt nói được rồi được rồi bổn sự không được còn không cho người khác nói ta biết các ngươi không làm được chuyện này cuối cùng vẫn phải là ta giúp các ngươi một tay nơi này có cây lông vũ các ngươi cầm đi đi nếu dựa vào nó còn không thể tìm được chu tước vậy mấy người các ngươi cũng đừng dò xét quy khư làm gì về nhà bú sữa đi lông vũ. Mấy lão tu sĩ nhìn thấy lông vũ màu đỏ, đều khẽ giật mình. Chẳng lẽ là lông vũ trên người chu tước? Ngón tay phương hành bắn ra, lông vũ bay về phía bọn hắn, mình thì quay đầu đi về. Thời gian không nhiều lắm, các người nhìn xem xử lý. Mấy lão tu sĩ lăng không chào một cái, lông vũ bị lão tu sĩ bất tím nắm trong tay, những người khác cùng nhau nhìn lại, bọn hắn vốn không có nắm chắc tìm được chu tước, đang suy nghĩ làm sao dưới tình huống không tìm thấy chu tước buộc phương hành tiến vào hạch tâm quy khư chỉ là các loại phương pháp đều không có nắm chắc trong nội tâm cực kỳ khó xử lại không nghĩ hôm nay tìm được lông vũ của nó tu hành giới có rất nhiều người tu luyện bí thuật truy tung dựa vào lông vũ phán đoán phương vị của chủ nhân thực không phải việc khó gì lúc này mấy lão tu sĩ xoay người lại triệu tập người am hiểu truy tung đến thương thảo sau đó thì triển bí thuật tìm kiếm kết quả rất nhanh thì đi ra nhưng này lại làm cho bọn họ cảm giác có chút khó xử, chủ nhân của lông vũ bất ngờ ở phía nam thăng tiên đài, thoạt nhìn khoảng cách hết sức xa xôi mà đó chính là phương hướng hạch tâm của Quy Khư, hung hiểm trùng điệp. Bọn hắn không khỏi lo lắng, không thể không phái người đến nói rõ với phương hành chuyện này, vốn nghĩ phương hành sẽ mượn cơ hội làm khó, cho bọn hắn nan đề, lại không nghĩ tới phương hành rất dễ nói chuyện, hình như hắn chỉ muốn lấy được kết quả mà thôi, nghe nói phương vị của chú tước, không khỏi nói vậy thì lên đường vừa tiến vào quy khư vừa đuổi giết hung cầm kia câu trả lời này làm cho các tu sĩ kinh hỉ liên tiếp ban bố mệnh lệnh tế bái lão tổ sau đó lên đường dò xét quy khư bốn lộ tu sĩ hơn 200 người thời điểm màn đêm buông xuống liền xuất phát về phía hạch tâm của quy khư trong hơn 200 tu sĩ chỉ là kim đan đỉnh phong đã chừng 11 người phụng thiên ngược thú bái nguyệt đều có ba người liên minh tiểu thị tộc thì hai người loáng thoáng thực lực cũng miễn cưỡng đạt đến cân đối kim đan hậu kỳ thì hơn 20 người, lại dùng liên minh tiểu thị tộc tối đa, chừng 8 người, những người này bình thường ở trong tiểu thị tộc cũng là một thị chủ, bất quá sau khi gia nhập liên minh, thực lực bản thân đã không đủ để tranh thủ quyền nói chuyện quá lớn, cho nên chỉ có thể kết thành liên minh, cũng để cử. Lão giả mặt cười tu vi kim đan đỉnh phong cầm đầu. Trừ những lực lượng cao cấp này, thì còn có hơn 50 kim đan trung kỳ, kim đan sơ kỳ tầm trăm người, ngoài ra còn có vài chục chúc cơ cảnh đi theo bất quá chút cơ cảnh có tư cách đi theo, đều là thế hệ người mang bí thuật, cộng thêm chân long, phương hành và ma cô, quy mô bực này dò xét quy khư. Có thể nói là khổng lồ nhất từ trước tới nay. Lúc lên đường, các tu sĩ tràn đầy tin tưởng, nói thực, hành trình lần này, xem như 2 phần 3 lực lượng đỉnh phong trong quy khư, ngoài ra còn có ma cô biết con đường tiến vào quy khư, cộng thêm dị tượng cửu nguyệt thang thiên, thời cơ mấy ngàn năm khó gặp gỡ, nếu lúc này còn không thể tiến vào hạch tâm quy khư, mở ra bí mật của Thái Thượng Đạo Cung, vậy thì các tu sĩ cũng nên tuyệt niệm từng kia rồi. Thời điểm ngọn đèn đỏ thứ hai bay lên, các tu sĩ cũng bước lên con đường tiến vào hạch tâm quy khư, trong quy khư nguy cơ trùng trùng, nhưng phiền toái nhất chỉ có hai loại. Trong đó loại thứ nhất chính là hung thú mọc lên san sát như rừng, càng đi vào trong, hung thú càng cường đại, hung thú cấp 4 xem như thú vương, hung thú cấp 5 thì bá chủ địa vực ngàn giảm, nhưng hạch tâm quy khư còn có hung thú cấp 6 thậm chí cấp 7, nếu là hung thú cấp 6, mọi người còn có thể đấu một trận, nhưng hung thú cấp 7, vậy thì gây cũng không dám gây, đừng nói những kim đan cảnh này, phương hành xem chừng, ngay cả xích long cũng không dám cứng đối cứng với hung thú cấp 7, bởi vì so sánh với cảnh giới nhân loại, thực được hung thú cấp 7 có lẽ đã đạt đến nguyên anh cảnh. Mà phiền toái thứ hai chính là hư không loạn lưu và nô phạt. Tục truyền năm đó Thái Thượng Đạo bị xét đánh 33 ngày, đến nỗi hư không trong quy khương nghiền nát, không gian bất ổn, cho tới nay vẫn còn không ngừng biến hóa, kẽ nứt hư không hỗn loạn phức tạp vắt ngang hư không lúc ẩn lúc hiện khó lòng phòng bị nếu không cẩn thận xông vào kẽ nứt hư không dù tu vi của người mạnh hơn nữa nhục thân mạnh mẽ hơn nữa cũng sẽ bị kẽ nứt không gian xé rách thậm chí nhục thân mất sạch chính vì loại tình huống này làm cho các tù sĩ không dám ngự không tối đa chỉ có thể bay sát đất tốc độ chậm chạp theo chậm rãi tiến vào quy khư phương hành từ chỗ ma cô hiểu được hung hiểm khi tiến vào quy khư cũng âm thầm có chút tắc lưỡi may mắn lúc trước mình không có nóng đầu dẫn xích long xông tới tìm kiếm đạo tạng đối mặt vô số hung hiểm hắn và xích long thật quá yếu ớt xông vào cửu tử nhất sinh như vậy muốn dò xét quy khư chỉ có tập hợp lực lượng của các thị tộc mới có thể gánh nổi tài nguyên tiêu hao với nhân viên hao tổn nói không dễ nghe là có chút khó khăn cần mạng người đi lấp ít người lấp cũng lấp không nổi đương nhiên cầm mạng của ai cũng được đừng lấy mạng của mình và đại cầu từ là được Ông ý nghĩ này phương hành dọc theo con đường này biểu hiện cực kỳ biết điều ở dưới kim đan cửu bộc đoàn đoàn bao vây cả ngày ở trên lưng xích long uống rượu ngủ gật nếu không thì kêu ma cô và hận thiên ninh ngồi ở trên đầu rồng đánh bài cãi nhau kết quả làm như vậy chính là hai tháng sau vớt cục tiến vào hạch tâm của quy khư ba bộ và liên minh tiểu thị tộc ở trên đường chém giết hung thú tránh thoát phong bạo tinh lực tiểu tụy tử thương thảm trọng mà phương hành lại tăng ba cân đối với phương hành mà nói hai tháng từ thăng tiên đài đi vào hạch tâm quy khư bất quá là uống chút rượu ngủ một giấc đánh bài mắng nhau mà thôi nhưng đối với phụng thiên ngựa thú bái nguyệt liên minh tiểu thị tộc mà nói lại có thể nói một hồi tai kiếp sau này ai cũng không nguyện nhớ lại một hành trình tùy thời có thể chết khó như lên trời hai tháng đội ngũ dò xét quy khư cường đại nhất từ trước tới nay chỉ còn tầm trăm người cơ hồ có một nửa người chết ở trên đường không chỉ tu sĩ tu vì yếu kém thậm chí có bốn kim đan hậu kỳ cùng với mười kim đan trung kỳ chết trong đó còn có rất nhiều người chết không minh bạch ở ngày thứ ba thời điểm một đệ tử phụng thiên thị lấy nước bị ác mãng trong rừng kéo đi thi cốt không còn ở ngày thứ bảy vậy kẽ nứt không gian xuất hiện hai tập nhân bái người thị cố gắng ngự không phi hành đụng phải bị kẽ nứt xé rách chết không kịp ngáp ngay cả ngọc bà bà gần trong gang tấc cũng không kịp cứu ở ngày thứ hai mươi các tu sĩ dựa theo lộ tuyến an toàn tiến lên cả một đám hung thú bị khí tức của hung thú vừa đột phá cấp bảy kinh động điên cuồng thoát thân hai chính diện gặp phải tuy các tu sĩ vội vàng tránh né nhưng đường hẹp lại nguy hiểm trong không trung lại che kín hư không loạn lưu ai cũng không dám cưỡi mây bay lên chỉ có thể chiếm vị trí an toàn có hạn ở trên mặt đất trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ đợi đàn hung thú đi qua lần nữa chỉnh đốn đội ngũ bất ngờ phát hiện một lần tổn hại 36 người ở ngày thứ 30, các tu sĩ bay qua một thung lũng rộng hơn trăm trượng, vốn là từng nhóm bay. Ba nhóm trước đều không sao, nhưng tới nhóm thứ tư, lại không biết tại sao, bỗng nhiên dẫn động cấm chế nào đó, trong nháy mắt, hơn 10 tia chớp màu đen bán tới, các tu sĩ đang bay qua bị xét đánh trúng, hóa thành xương đen rơi xuống, chỉ một lần này, lại tổn thất 27 tu sĩ. Người không ngừng chết, lúc đầu các tu sĩ hưng phấn nhiệt tình đã tiêu tán, chỉ còn sợ hãi bất an. Trong quy khư, hung hiểm quá nhiều, Ngày bình thường các tu sĩ trốn ở ngoại vi, cẩn thận từng ly từng tí sinh tồn, nhưng hôm nay muốn đi vào hạch tâm quy khư, lại chẳng khác gì khiêu chiến hung hiểm, tuy bọn hắn có ma cô chỉ đường, nhưng đường ma cô chỉ, bởi vì thời gian lâu, cũng chỉ xem như có một phương hướng an toàn. Trên con đường này không ngừng biến hóa, linh mạch dao động, thậm chí hung thú di rời, cũng có thể trở thành biến số trên đường giao xét quy khư, mang đến hung hiểm ngoài ý muốn, người tổn thương rất lớn, nhưng hành trình còn phải tiếp tục, tử vong cũng đang tiếp tục. Cái này chính là cái giá lớn khi tiến vào hạch tâm quy hư. Tình huống đặc thù duy nhất, tự nhiên là đám người phương hành, bởi vì hắn không chế ma cô, nên xích lòng bị các tu sĩ bảo hộ ở giữa, ngược lại rất khó gặp phải nguy hiểm. Coi như gặp phải nguy hiểm, mấy vị kim đan đỉnh phong cũng không dám để hắn lâm vào hiểm cảnh, ngay cả chín kim đan ở bên cạnh hắn cũng chiếm. Được ánh sáng, chưa từng hao tổn một người, bất quá khá tốt, người bên cạnh phương hành vốn ít, hơn nữa yếu, nên không có làm cho người kiêng kỵ. Thấy sắp đi vào hạch tâm của Quy Khư, lại có một nan đề bày ở trước mặt các tu sĩ, một đầm lầy bát nát xuất hiện ở trên con đường của bọn hắn. Cái đầm lầy này, ở trong miêu tả của Marco căn bản không tồn tại, mà loại đầm lầy này, lại rất dễ dàng sinh ra yêu ma, các thị tộc đều không dám vọng. Động, đành phải tạm dừng hành trình, trở lại hỏi thăm cô Lúc này Marco đang xếp bằng ở trên lưng xích long soi gương, một đầu khổn tiên tắc cột cổ chân của nàng, một đầu thắt ở trên cánh tay phương hành lúc này làn da của nàng mới sinh ra, kiểu nộn óng ánh, vô cùng mịn màng, tỷ lệ ngũ quan hoàn mỹ, hiển nhiên là một mỹ nhân khuynh thành, chỉ tức nó giống như một bức. Tranh chưa hoàn thành, luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, hận thiên ninh được người bên ngoài bẩm báo, lại không có trực tiếp tìm ma cô, mà đến tìm phương hành đang nằm ở trên đầu giống ngủ say, lung lay hai cái mới tỉnh, nói rõ sự tình cho hắn, phương hành mơ mơ màng màng đi tới trước người ma cô, rưỡi lưng nói, đám lão gia hỏa kia nói phía trước xuất hiện một đầm lầy vốn không nên tồn tại đây là có chuyện gì Marco cô hơi ngơ ngác kéo khăn lụa che mặt nói dẫn ta đi xem phương hành bất đắc dĩ nhấc nàng lên lúc này ma cô đã tốt hơn phân nửa nhưng vẫn tay trói gà không chặt không khác gì phàm nhân này cũng là bị phương hành âm thời điểm nàng ăn vào viên họa tiên hoàn thứ ba thì phát hiện cốt cách của mình mềm nhũn kinh mạch vô lực đã từng hỏi phương hành phương hành trả lời cũng rất dứt khoát Họa tiên hoàn nha, cần tố họa xương. ở trước khi hoàn thành, cốt cách chưa định, kinh mạch cũng không trở về vị trí cũ, tự nhiên không có linh lực. Chờ hoàn thành thì tốt rồi. Ma cô giờ mới hiểu được, tiểu quỷ này cho mình dùng họa tiên hoàn, tuy có thể giúp mình có được một dung mạo giống như tiên tử, nhưng đồng thời cũng là một loại độc dược khống chế mình. Nàng bây giờ, trừ khi ngừng dùng họa tiên hoàn, nếu không sẽ không có linh lực. Đối với việc này, nàng thực sự nhận mệnh, chỉ coi như cái giá nàng phải trả phương hành mang ma cô bay ra hành cung xích long và kim đan cửu bộc tự nhiên đi theo phía sau những nơi đi qua các tu sĩ đều tránh ra một con đường rất nhanh thì đến phía trước nhất chỉ thấy trước mắt là một đầm lầy to lớn cơ hồ nhìn không thấy giới hạn trên không trăm trượng thì có vô số hắc xà bay lượn thoạt nhìn càng đáng sợ hắc xà lúc ẩn lúc hiện kia chính là kẽ nứt không gian cũng là đồ vật hung hiểm nhất trong quy khư không chỉ có lực lượng khủng bố càng như ẩn như hiện có đôi khi vốn là bầu trời trong sáng sẽ bỗng nhiên xuất hiện loại kẽ nứt này, trong các tu sĩ, chí ít đã có 6 người chết dưới kẽ nứt không gian, đến nỗi. Hiện tại không người dám bay lên không? Mà tiên tử, dựa theo lúc trước người nói, có lẽ chúng ta đã sắp tới tam giới sơn, đến đó coi như chính thức tiến vào hạch tâm của quy khư, có thể nhìn thấy đạo cung, chỉ có điều, vì sao trên đường bỗng nhiên xuất hiện một đầm lầy quy dị? Dựa theo trước đó ngươi miêu tả, nơi đây nên là một bình nguyên mới đúng, chẳng lẽ chúng ta đi nhầm đường, nhìn thấy ma cô và phương hành tiến lên lão tu sĩ bớt tím chắp tay trầm giọng hỏi ma cô không đáp ngưng thần nhìn về phía núi cao xung quanh lại sai người dò xét linh mạch xung quanh sau khi suy nghĩ nàng lại ngẩng đầu lên ngưng thần nói từ địa hình và linh mạch chung quanh đến xem con đường của chúng ta không sai kỳ thật xuất hiện đầm lầy vực này cũng không có gì kỳ lạ trong đầu ta nhớ rõ địa hình đã là nhiều năm trước vài chục năm nay địa hình biến hóa là rất bình thường trong quy khư thiên tượng quái dị, lúc thì địa chấn, lúc thì mưa đi thác. Nước, có khả năng hình thành một đầm lầy như vậy, bên trong có hung hiểm hay không thì ta không biết được, không bằng thăm dò thoáng một phát, nếu như không có nguy hiểm, thì ngự mê bay qua, không thì phải đi đường vòng, theo ta biết, đường vòng ít nhất phải dùng nhiều hơn 10 ngày mới có thể tới tam giới sơn, các vị cân nhắc. Một chút đi, mấy lão tu sĩ nghe, trầm ngâm không nói, sau nửa ngày ngọc bà bà trầm giọng nói, chúng ta ở trên đường hao tốn hai tháng, cộng thêm lúc đầu 10 ngày, thì đã đi 70 ngày, hồng đăng cũng bay lên 7 cái, chỉ còn 20 ngày là đến ngày cửu nguyệt thăng thiên, tuy di chỉ đạo cùng cách không xa, nhưng 10 ngày, cũng tốn hao không nổi. Mấy người khác cũng có ý nghĩ giống như nàng, nhẹ nhàng gật đầu, không có ý định đi đường vòng, sau khi thương nghị, liền sai người bắt giữ hung thú cấp thấp còn sống dò đường, lão tu sĩ bớt tím và ngọc bà bà dùng linh lực khống chế mấy con, thì pháp ném vào trong đầm lầy chỉ thấy hung thú dãi ruộng lao ra lại không có hung hiểm khác xuất hiện thăm dò như vậy tiến hành ba lượt sau ba lượt đã có thể xác định trong đầm lầy không có hung hiểm gì khác mấy vị kim đan đỉnh phong thì triển pháp nhãn nhìn trộm cũng không phát hiện bên trong có dấu hiệu yêu ma hung thú còn sống hơn nữa đầm lầy kia hình thành không lâu khả năng có hung thú sinh tồn khá thấp vì vậy thấp giọng thương nghị chuẩn bị trực tiếp bay qua này chúng ta đi vòng qua một chút được không thời điểm mấy lão tu sĩ dùng các loại phương pháp thăm dò phương hành cũng ở bờ đầm xem xét cả buổi trầm ngâm mở miệng ha 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 chẳng lẽ hình thị chủ phát hiện cái gì lão giả mặt cười tên lạc một tăng nhìn thoáng qua phương hành cười tủm tìm nói hôm nay bọn hắn đã biết tin tức phương hành trở thành hận thiên thị chủ bắt đầu đổi giọng dưng hắn là hình thị chủ chỉ có điều trong lời nói không chút kính ý dù sao hôm nay hận thiên thị đã xuống dốc sắp bị diệt tới nơi mà phương hành cũng dựa vào bắt cóc ma cô cùng với xích long bên người mới dùng thân phận xấu hổ đến nơi này dò xét quy khư tự nhiên không chiếm được tôn kính gì càng xâm nhập quy khư giá trị ma cô trong tay phương hành càng nhỏ các tu sĩ kiêm kỵ hán cũng càng yếu mặc dù không có nói rõ nhưng người người đều biết khi tới trước tứ hung chi môn ma cô sẽ mất đi tất cả giá trị chính là thời điểm các tu sĩ lộ ra nanh vuốt với phương hành khí tức con chu tức kia như ẩn như hiện tuy biểu hiện nó ở trong hạch tâm của quy khư nhưng các tu sĩ thật không có bao nhiêu tâm tư đi bắt nó ngược lại cả đám đều coi xích long là tế phẩm cũng không có gì chỉ cảm giác đầm lầy lớn như vậy trong nội tâm có chút lo lắng phương hành cười cười đứng lên không có giải thích nhiều ngọc bà bà cười lạnh nói tiểu quỳ ngươi cứ buông lòng tinh thần chúng ta sống gần ngàn năm há không biết bốn chữ cẩn thận làm việc tự nhiên sẽ có đề phòng không để cho cái mạng nhỏ của ngươi nhét vào trong đầm lầy này Bà bà ta cũng không nỡ, thời điểm bà ta nói lời này lộ ra cực kỳ hòa ái, nhưng lại làm cho người cảm giác không thoải mái. Phương Hành nghe vậy, cũng chỉ bất đắc dĩ nói: "Vậy cứ tùy tiện, ta không có ý kiến." Chín người một tổ kết thành trận thế, giám thị tám hướng bay qua đầm, hơn nữa không được bay cao, cẩn thận vết nứt không gian. Phương Hành phản đối chỉ là một sự việc nhỏ xen giữa mà thôi, ngay cả bản thân hắn cũng không kiên trì mà đám người ngọc bà bà tự mình ra tay thăm dò đầm lầy cảm giác không có nguy hiểm gì tự nhiên càng sẽ không để ý thậm chí bọn hán cho rằng sở dĩ phương hành nói như vậy chỉ là bởi vì hắn cảm giác sắp đến tứ hung chim môn cho nên khiếp đảm cố ý sinh dự mà thôi rất nhanh bọn hắn chia tất cả nhân mã thành chín tổ đứng ở bên bờ đầm lầy phân biệt bay qua lạc đạo hữu xin mời lão tư sĩ có bớt tím nhìn thủ lĩnh của liên minh tiểu thị tộc khách khách khí khí nói Mỗi khi gặp phải cục diện không xác định phải trang có hung hiểm, nhóm đầu tiên thử tự nhiên chính là người trong liên minh tiểu thị tộc. Cái này là thực lực quyết định, liên minh tiểu thị tộc vốn không đoàn kết, huống hồ bọn hắn cộng lại, thực lực cũng chưa chắc có thể so sánh với phụng thiên, ngư thú, bái nguyệt, nên sự tình tính. Nguy hiểm tương đối cao, tự nhiên sẽ do bọn hắn gánh chịu. Lại là chúng ta, lạc mộc tăng ngẩn ngơ, cười khan nói. Ha ha ha, cái kia. Ngọc bà bà nói. Lạc đạo hữu, thời gian khẩn cấp, không nên chậm trễ. Lạc một tăng bất đắc dĩ, đành phải quay đầu hỏi thủ hạ. Lần này tới thích tộc nào ra người? Người trong liên minh tiểu thị tộc bất đắc dĩ, mấy bộ đành phải thấp giọng thương nghị, quyết định thím một tiểu thị tộc lực lượng yếu nhất trong bọn hắn. Tổng cộng chỉ có hai kim đan cành, còn lại sáu người đều là trúc cương cành, trên mặt mang theo đồ lộ sâu thàm, cùng nhau lướt về phía đầm lầy, run rẩy đánh giá bốn phía nhanh chóng lao qua bờ bên kia bọn hắn bay vút ra hơn nghìn trượng biến mất ở trong khói đen cơ hồ nhìn không thấy bóng dáng đầm lầy vẫn một mảnh bình tĩnh đám người ngọc bà bà nhẹ gật đầu bắt đầu ăn bài người qua đầm mỗi nhóm cách trăm trượng có thể chiều ứng lẫn nhau ngoài ra mỗi nhóm người đều có một kim đan hậu kỳ áp trận xem như bảo đảm an toàn từ cách bố trí thì ngọc bà bà nói cũng không sai bọn hắn sống gần ngàn năm sẽ không ngốc đến lấy mạng mình ra nói dỡn phương hành xích long cùng với đám người hận thiên ninh một tổ, phân ở nhóm thứ tư, trước sau đều có người quản thúc, đã bảo hộ, cũng là giám thị, hắn đã quen, không có chút biểu lộ bất mãn nào, mà chăm chú nhìn đầm lầy. Đầm lầy rất lớn, phương viên tầm hơn 10 dặm, vài phút qua như vậy, đầm lầy trước mắt lộ vẻ đen xỉ, như sâu không thấy đáy, tự hồ muốn hút ánh mắt người vào, bất quá tuy đầm lầy mang theo bầu không khí sợ hãi, nhưng các tu sĩ vẫn không dám bay cao, so sánh với đầm lầy, vết nứt không ra lúc ẩn lúc hiện trên không chung mới đáng sợ hơn. À, một mảnh đầm lầy cũng có thể bị dọa thành như thế, người như vậy cũng làm hận thiên thị chủ của chúng ta. Thấy phương hành nhìn chăm chăm đầm lầy, xích long cũng chú ý chung quanh, nam tử giá người ục ịch hơi khinh thường truyền âm nói với một tộc nhân bên người. Người này tên hận thanh, cũng là người lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy phương hành, nói năng lỗ mãng bị phương hành mắng máu chó xối đầu, cho tới nay hắn còn không cam lòng, càng nhìn phương hành càng cảm thấy không vừa mắt, chỉ là mạng nhỏ của mình bị đối phương nắm trong tay, không dám trực diện đối mặt, chỉ dám ở sau lưng cười. Nhạo phương hành nhát gan vô sỉ, chỉ là hắn lại quên, đúng là nhờ phương hành vô sỉ, mới để cho chín người bọn hắn một đường đi tới, lông tóc ít bị tổn thương. Thanh Tam Ca, lời này chỉ nên chuyển âm nói với ta một chút mà thôi, không nên để tiểu quỷ kia nghe được, hắn nắm giữ mẫu hoàn của tòa thần hoàn, chỉ một ý niệm cũng có thể giết chúng ta, với lại hắn được bảo kính của lão tổ, tộc trưởng nói đó là cổ huấn người được bảo kính là hận thiên thị chủ chúng ta phụng hắn làm chủ chính là nguyên tắc người cũng đừng oán trách dò xét quy khư làm trọng hận thiên hồng nghe hận thanh truyền âm cũng truyền âm trả lời có ý khuyên giải nhưng hận thanh lại có chút bất mãn cười lạnh nói hồng huynh đệ ngươi nói nếu chúng ta tìm một kẻ hỡ ở trước khi hắn kịp phản ứng khống chế hắn để hắn căn bản không có cơ hội thúc giục tòa thần hoàn sau đó dùng mạng của hắn uy hiếp xích long không được làm càn lại đoạt tầm long thị chủ vào tay có phải sẽ nắm giữ quyền nói chuyện trong hành trình dò sách quy khư không hận thiên hồng nghe ánh mắt lập lòe qua nửa ngày mới nói khẽ quá mức nguy hiểm không nên làm bậy hận thanh cười lạnh đang định trả lời chợt nghe phương hành lạnh lùng nói lên không nhanh nhanh chóng lên không nói xong không kịp giải thích nhiều vỗ lưng xích long thúc lấy nó nhanh chóng bay lên không trung vậy mà thoáng cái bay đến bảy tám chục trượng trên bầu trời dù xả rậm rạp chẳng chịt có thể nói hung hiểm đến cực điểm kim đan cửu bộc thấy thế không khỏi kinh hãi cùng kêu lên thị chủ mau mau hạ xuống quá nguy hiểm phương hành ở phía trên mắng phía dưới mới nguy hiểm còn không mau đi lên kim đan cửu bộc khẽ giật mình do so dự một chút dù xả màu đen trong hư không cũng chính là vết nứt không gian uy lực thật quá đáng sợ đụng phải nó ở đây không một người có thể sống mà độ cao bảy tám chục trượng lại cực kỳ tiếp cận khu vực chúng xuất hiện hơi không cẩn thận sẽ bị xé thành mảnh nhỏ cho nên bọn hắn không dám đi lên liều lĩnh hơn nữa đầm lầy phía dưới cực kỳ bình tĩnh cũng không giống như có nguy hiểm gì hận thiên ninh khẽ cán răng nhanh chóng tăng độ cao bay về phía phương hành làm bọn người hận thanh hét lớn nhị tiểu thư mau xuống đây hận thiên ninh lại không nghe nhìn bọn hắn hô to mau lên đây vừa tới bên người phương hành nàng nhảy lên lưng xích long liên tục gọi bọn họ lão tu sĩ giả nhất trong kim đan cửu bộc thấy thế khẽ quát một tiếng nói trước khi đến tộc trưởng đã phân phó hết thầy hành động đều nghe thị chủ phân phó hắn đã ra lệnh chúng ta không thể trái lời dù chết cũng phải thao hắn dứt lời cũng tăng độ cao tới gần phương hành người còn lại cũng có ba người đi theo hắn bay lên nhưng trong kim đan cửu bộc bất ngờ còn có năm người do dự Hận thanh cả giận nói. Tỷ chủ thì có thể tùy tiện bảo chúng ta chịu chết sao? Trên không trung vết nứt không gian dày đặc, tùy thời sẽ có hung hiểm thật lớn xuất hiện, hắn có xích long, tốc độ như điện, chúng ta lại không thể ngự mây, chỉ có thể lướt khí rời đi, nếu như đụng phải vết nứt không gian, thì làm sao né tránh? Lúc này hắn thật rất tức giận, nên nói năng đã không giữ miệng. Bốn kim đan cảnh ở bên cạnh hắn thấy thế, nhất thời cũng lộ vẻ do dự, không biết có nên bay lên hay không, Phương Hành thì cúi đầu nhìn hắn một cái, trong mắt hiện lên sát ý, bỗng nhiên thò tay đưa vào trong ngực, lấy ra một cái thiết hoàn, cười lạnh nói. Chị hỏi người một câu, có lên hay không? Đám người kim đan cảnh thấy thế, tất cả đều chấn kinh, tự nhiên nhận ra, cái phòng kia chính là tòa thần mẫu hoàn. Tòa thần mẫu hoàn này là pháp bảo Phương Hành dùng để chế ước bọn hắn, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Phương Hành sẽ dễ dàng lấy ra như thế, chẳng lẽ nói vì chút việc nhỏ ấy hắn đã muốn ra tay giết người sao ngay cả hận thanh sắc mặt cũng đột biến không dám nói nữa suy nghĩ mình có nên khuất phục hay không lúc này nếu có người ở bên cạnh khuyên hắn một câu hoặc phương hành lại quát một tiếng hắn sẽ mượn cơ hội xuống thang trên thực tế lão bộc kim đan cảnh ở bên người phương hành cũng chuẩn bị mở miệng quát tháo nhưng phương hành lại không kiên nhẫn thấy trên mặt hận thanh hiện lên vẻ do dự mà không phải lập tức làm theo liền rót linh lực vào thiết hoàn thị chủ không nên đừng, đừng giết hắn. Động tác này khiến cho hận thiên ninh và lão bộc kim đan cảnh kinh hãi, mở miệng ngăn cản. Nhưng phương hành không chút do dự, tay nếp thiết hoàn, ông, trên thiết hoàn hiện lên một cây gai nhọn. Cùng lúc đó, trong mi tâm hận thanh sáng lên một cái ấn phù, xuyên thấu qua làn da, sắc mặt của hắn thay đổi, dùng hết toàn lực xông lên không trung, không phải muốn ở trước khi chết phản công phương hành, mà là muốn nhanh muốn hoàn thành mệnh lệnh của phương hành, chỉ tức thời điểm hắn vừa mới sông lên ba trượng, đột nhiên trong mi, tâm hào quang mãnh liệt, bi tâm của hắn bất ngờ xuất hiện một lỗ máu, cả người ngơ ngác rơi xuống dưới, đám nô bộc Kim Đan kinh hãi, có chút ngạc nhiên nhìn Thiết Hoàn trong tay Phương Hành. Đúng vậy, tộc trưởng đã nói với bọn hắn, các chuyện phải nghe Phương Hành phân phó, cũng nói sẽ giao tỏa thần mẫu hoàn cho đối phương, nhưng những người mình dù sao cũng là Kim Đan cảnh, cảnh giới đều cao hơn tiểu quỷ này, dù hắn không có ý tôn kính những người mình, cũng không thể nói giết liền giết, coi những người mình là cái gì? ta cảnh cáo lần cuối, ta không có thời gian dây dưa với các người, hận thiên thị các người đã giao vào tay ta, tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời ta, dù ta bảo các người đi chịu chết, các người cũng phải đi chết, nếu không ta sẽ động thủ được các người quy thiên. Dứt lời, thợ ơ quét qua lão bộc kim đan, lại nhìn hận thiên ninh. Kể cả ngươi ở bên trong,